Em, như vậy chúng ta đã bước qua tuần thứ ba mình học bài công nghệ mới. Như vậy thì ở trong tuần vừa rồi chúng ta đã học bài động đồ dùng loại điện nhiệt bằng là điện. Vậy thì để hệ thống lại bài cũ, trước khi qua bài mới thì chúng ta sẽ có một số câu hỏi sau đây để chúng ta cùng hệ thống lại. Mấy em quan sát các hình ảnh trên màn hình như vậy để chúng ta nắm lại cái bài. Qua một số câu hỏi sau đây. Câu thứ nhất, em hãy cho biết dây đốt nóng trong bằng là điện làm bằng vật liệu gì? Rồi, như vậy mình đã học qua bài này, mình trả lời được rất là dễ dàng. Đó là được làm bằng vật liệu dẫn điện, có điện trợ xuất lớn và chịu được nhiệt độ cao. Ví dụ niken rơm hay là sắt rơm. Rồi, câu thứ hai, em hãy cho biết nguyên lý làm việc của bằng là điện. Rồi, nguyên lý này rất là dễ dàng để mình nói ha, chúng ta đã học rất dễ. Đó là khi đóng điện, dòng điện chạy qua dây đốt nóng tỏa nhiệt, nhiệt sẽ được tích vào đế bằng là, làm cho bằng là nóng nóng lên để chúng ta sử dụng. Rồi, câu số 3, để tránh hư hỏng do điện gây ra và an toàn khi sử dụng bằng là, các em phải chú ý điều gì? Đây là mình khi sử dụng đồ dùng điện chúng ta phải luôn luôn phải tuân thủ theo. Thứ nhất là phải sử dụng đúng theo sự chỉ dẫn của đồ dùng đó, và thứ hai đặc biệt phải thực hiện đúng các đại lượng định mức của đồ dùng điện mà trên đồ dùng điện thường có ghi. Rồi, như vậy thì ở đây chúng ta sẽ bước qua bài mới là bài 42, đồ dùng loại điện cơ hoặc điện máy bơm nước. Trên hình mà chúng ta thấy rồi đó ha. Rồi, rất hết thì đi vào bài. Đầu tiên chúng ta phải nói về mục tiêu. Mục tiêu bài này chúng ta gồm có hai mục tiêu. Một là biết được cấu tạo, nguyên lý làm việc và cách sử dụng của động cơ điện một pha. Rồi. Thứ hai là biết được nguyên lý làm việc và cách sử dụng quạt điện, máy bơm nước. Rồi. Như vậy thì ở động cơ điện một pha chúng ta hiểu rồi. Một pha tức là gồm có một dây pha và một dây trung hòa. Là động cơ này là người ta dùng một pha ha. Ngoài ra chúng ta có thêm động cơ nữa, động cơ điện 3 pha. Tức là dùng 3 dây pha mà ha. Rồi, thứ nhất chúng ta đi vào cấu tạo. Đây là trên màn hình chúng ta thấy quan sát có một cái động cơ điện một pha. Và bây giờ chúng ta phải quan sát cái clip để cho thấy mình mở ra trong cấu tạo của động cơ điện một pha nó gồm những bộ phận nào để mình nắm. Rồi, mời các em xem. Rồi, chúng ta chú ý ha. File nó hơi bị trục trặc một chút. Rồi, đầu tiên chúng ta thấy là có gì đây. Rồi, rotor. Đây là rotor. Rồi, cái này là gọi là stator. Đó, đây là stator. Rồi, cái này là cái vỏ máy. Đây này là hai cái nắp che lại cái động cơ. Rồi, như vậy thì ở đây chúng ta quan sát lại lần nữa ha. Thì cấu tạo động cơ điện một pha chúng ta thấy trên đây có hai cái bộ phận chủ yếu. Đó là thứ nhất đó là stator, đây là bộ phận này. Và cái thứ hai
đó gọi là rotor. Vậy thế nào là stator và rotor, cấu tạo thế nào? Thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần một nhỏ, a nhỏ. Stator đã gọi là phần đứng yên, tức là không có chuyển động trong quá trình làm việc. Rồi, như vậy chúng ta quan sát ha. Cái phần nào quay thì ta gọi là rotor, như vậy cái này là rotor. Phần nào đứng yên đó là stator. Stator được cấu tạo như thế nào? Đó, chúng ta quan sát ha. Nó gồm nhiều mảnh lá thép kỹ thuật điện ghép lại thành một khối. Một khối với nhau. Rồi. Rồi chúng ta quan sát lại lần nữa ha. Là phần này động cơ lấy ra. Từng lá thép kỹ thuật điện đây được ghép lại tạo nhau thành một khối, và trong có các rãnh. Các rãnh này dùng để làm cái gì? Tức là người ta sẽ quấn trên đó những đoạn dây, thành những cuộn dây nằm trong đó, trong các rãnh. Rồi như vậy thì chúng ta thấy đây là hình, vẽ hình ra, đặt đặc trưng cho nó. Cái này ta gọi là nguyên khối, này gọi loại thép có các cực rãnh, các cực nằm trong và dùng để đặt dây quấn trên các cực đó. Rồi như vậy thì chúng ta chú ý ghi bài cho kỹ ha. Stator có cấu tạo gồm hai bộ phận, lõi thép và dây quấn. Lõi thép làm bằng lá thép kỹ thuật điện ghép lại thành một hình trụ rỗng, mặt trong có các cực hoặc các rãnh để quấn dây điện từ. Ở đây thầy nhắc lại, đây là các cực nó nổi lên, còn rãnh thì nó nằm ở dưới. Rồi. Dây quấn thì làm bằng dây điện từ được đặt cách điện với loại thép có cực đó. Tức là quấn lên phải cách điện nha. Rồi bây giờ chúng ta qua tiếp theo phần B là rotor, ta gọi là phần quay. Rồi chúng ta quan sát ha, đây là cái phần rotor này. Chúng ta thấy bằng rotor không? Rotor này người ta gọi là rotor, thấy các cảnh không? Đó, các đường xéo là chúng ta chú ý ha, quan sát ha, các đường xéo này đó là các đường rãnh. Tức là rotor này cũng được gồm hai phần. Cũng gồm hai phần. Thứ nhất, chúng ta quan sát ha, thứ nhất là gồm có gì? Lõi thép. Thực tế đây, đây là rotor thực tế. Rồi cái thứ hai là thanh dẫn. Thanh dẫn này nó thay thế cho dây dẫn, dây quấn, thay thế cho dây quấn. Rồi như vậy thì ngoài ở hai đầu của cái thanh dẫn này nó có các loại, một cái miếng gọi là vòng ngắn mạch, giữ lại, giữ cái thanh này lại, hay gọi là vòng bán mạch. Và rotor kiểu này người ta gọi là rotor kiểu lồng sắt. Rồi như vậy đây rotor thì cấu tạo gồm lõi thép và dây quấn. Lõi thép như thầy nói nãy rồi, làm bằng lá thép kỹ thuật điện ghép lại thành khối trụ, mặt ngoài có các rãnh. Rồi đây đây là lõi thép nè ha. Còn dây quấn nè, dây quấn này ta gọi là dây quấn kiểu lồng sóc. Rồi như vậy thì chúng ta thấy không, dây quấn thì có hai loại. Trên động cơ điện một pha thì có hai loại dây quấn, một là kiểu rotor dây quấn, cái thứ hai là rotor lồng sóc. Rotor dây quấn là sao? Tức là có dây quấn như kiểu stator nãy, tức là quấn trên các cực vào trên cái lõi thép này, quấn trên các cực lõi thép này. Cái thứ hai thì nó là rotor lồng sắt, thì nó không dùng dây quấn mà nó dùng các thanh nhôm hay là đồng đặt trong các rãnh này, lõi thép này. Ở hai đầu nó có cái hai vòng ngắn mạch để giữ các loại thanh thép này, thanh dẫn này đây. Thì rotor dây quấn thì nó có các điểm là động cơ chạy lúc làm việc rất tốt, nhưng mà nó giá thành nó cao do nó phải quấn dây nhiều. Còn rotor lồng sắt thì nó làm việc nó không được tốt bằng thằng rotor dây quấn thôi, nhưng vẫn làm được.
À, vẫn làm việc tốt, đơn giản hơn, cấu tạo đơn giản hơn. Rồi bây giờ chúng ta đi qua phần nguyên lý làm việc của động cơ điện một pha để xem nó làm việc thế nào. Rồi chúng ta quan sát cái à, đầu tiên chúng ta chịu khó quan sát để thấy không, đây cái màu tim là cực bắc nè, cho nên cực nam ở đầu nó chuyển qua nè không, đó chuyển đổi. Khi làm như vậy có dòng chuyển động như vậy thì nó thế nào? Rồi như vậy thì chúng ta quan sát nè, đó, dòng điện đã đóng vào chạy trong các cuộn dây, và khi chuyển dây đóng vào thì cái rotor trong đây thì nó này nó quay, cái phần ngoài này ta gọi là stator, cái phần nào quay ta gọi là rotor. Vậy thì nguyên lý làm việc như thế nào? Là khi đóng điện sẽ có dòng điện chạy trong dây quấn stator và dòng điện cảm ứng trong dây quấn rotor. Tác dụng từ của dòng điện sẽ làm cho rotor động cơ quay. À, đó. À, như vậy ha. Còn ở đây cái này là gọi là thanh, đây là cái vòng ngắn mạch nè. Vòng ngắn mạch tác dụng vai trò gì, làm gì? À, chúng ta cần phải nắm hiểu thêm một chút ha. À, vai trò của vòng ngắn mạch dùng để khởi động động cơ ha, chúng ta nhớ điều đó. Thì nói nhưng nếu là về theo cách khác thì đây là nói cách ngắn gọn chúng ta dễ hiểu nhưng dễ nhớ bài, nhưng thật sự ra thì chúng ta nói cách khác thì khi cho dòng điện xoay chiều vào dây quấn stator thì sẽ xuất hiện dòng điện cảm ứng trong vòng chập này. À, và như vậy dòng điện trong vòng chập và dòng điện trong dây quấn stator sẽ tạo ra từ trường quay, cái từ trường quay này tác dụng lên dòng điện cảm ứng ở thanh dẫn rotor, một lực điện từ F làm động cơ khởi động và quay vận tốc N. À, như vậy nắm ha, chúng ta nắm cho nó thêm chút thôi. Rồi ở đây thầy có bài tập nhỏ, điện năng của động cơ điện tiêu thụ được biến đổi thành gì, và cái thứ hai cơ năng của động cơ điện được dùng làm cái gì đây. Rồi thứ nhất thì rất hiểu ha, điện năng đưa vào động cơ điện sẽ biến đổi thành cơ năng, và cơ năng của động cơ điện được dùng làm gì, là nguồn động lực cho các máy. Động lực tức là làm quay ha, các máy đó. À, chúng ta phải hiểu rồi đó ha. Rồi ba nhỏ số liệu kỹ thuật thì bao giờ cũng vậy, trên các đồ dùng điện thì luôn luôn sẽ có điện áp định mức và công suất định mức, đây là hai điều bắt buộc phải được ghi trên các đồ dùng điện. Điện áp định mức có thể là từ 127V đến 220V. Công suất định mức có từ là động cơ điện một pha thì công suất nó nhỏ thôi, nó khoảng từ 20W cho đến 300W. À, đây động cơ điện một pha làm do điện là công suất nhỏ. Thì ngoài ra cái cách định mức này, watt này, người ta còn có dùng tên là HP, ở ngoài nó gọi là mã lực á, HP là horse power ha, là mã lực. Thì một ở ngoài hay gọi là ngựa đó ha, một ngựa một HP là bằng 400 745,699 W. À, rồi như vậy chúng ta phải nắm được phần, cũng hiểu biết thêm một chút xíu đoạn này. Rồi bốn sử dụng thì động cơ điện một pha có cấu tạo đơn giản, dễ sử dụng, ít hư hỏng. Cái thứ hai tiếp theo chúng ta phải nhớ ha, nó điện áp khi sử dụng thì chúng ta phải nhớ điện áp đưa vào động cơ không được lớn hơn hoặc quá thấp so với điện áp định mức. Dẫn như vậy nếu đưa vào lớn thì nó hư máy, và thấp quá thì nó dẫn đến là động cơ làm việc không đúng, không được tốt. Rồi cái thứ hai không để động cơ làm việc quá công suất định mức, làm việc quá thì nó nóng máy lên, nó sẽ dẫn đến là cho hư máy thôi, vậy nó bị nóng chập ha. Rồi thường xuyên kiểm tra và tra dầu mỡ định kỳ. Rồi chúng ta biết rồi, nó là có động cơ quay, do đó thì chúng ta phải chịu khó tra dầu mỡ vào chỗ bạc đạn đó ha. À. Rồi đặt động cơ chắc chắn ở nơi khô ráo, thoáng gió, ít bụi. Chúng ta phải hiểu ha, thoáng gió để cho nó làm việc, có gió cho nó mau, không có nóng cái động cơ lên. À, bụi nhiều quá thì làm cho nó bám lại bề mặt của chi tiết, nó sẽ không được tốt ha. Rồi kiểm tra trước khi sử dụng. À, khi sử dụng thì động cơ là bằng điện mà, do đó thì dẫn điện, cái vỏ bằng kim loại thì khi sử dụng mình tránh cho bị tai nạn điện thì chúng ta dùng bút thủy điện kiểm tra vỏ vân vân, kiểm tra trước ha, nếu có đồng hồ điện thì kiểm tra tốt hơn. Rồi
Rồi đây là động cơ điện được ứng dụng trong thực tế nè. Giờ cái động cơ điện thì chúng ta làm gì? À, sử dụng làm máy khoan. Đây động cơ điện đây, bắt vào đây. Rồi hay là máy xay, à, máy xay gạo, là máy xay bắp, hay là xay cà phê vân vân. Đây động cơ điện nè ha, phần này phần xay. À, động cơ điện làm quay. À, hoặc là trên máy tiện. Đây chúng ta thấy động cơ lật lòng phên trong đây nè. À, đây là cái máy tiện, tức là tiện ra những chi tiết hình trụ tròn vân vân, hình côn vân vân. À, hoặc làm động cơ máy hút bụi ha, máy giặt, máy bơm nước. À, rồi và cái gì nữa trong đầu bài chúng ta thấy không, đó là gì? Quạt điện. À, quạt điện. Rồi thì phần quạt điện này cấu tạo thế nào? Rất đơn giản, nó gồm hai phần chính: động cơ điện và cánh quạt. Rồi đây là động cơ điện, nó là động cơ nãy chúng ta vừa học đó ha. Nó có cái trục đưa ra là gọi là rotor nè ha, cái phần này gọi là đứng yên, gọi là stator. Rồi như vậy cánh quạt thì cánh quạt chúng ta biết rồi, ở nhà mình thấy là cánh quạt có thể là 3 cánh, 5 cánh, 6 cánh, 7 cánh vân vân, tùy tùy theo cái nhà sản xuất. Thì cánh quạt được làm bằng kim loại hay nhựa, tạo ra dáng để mà có dáng, tạo dáng để mà tạo ra gió khi mà nó quay. Rồi ngoài ra thì ngoài quạt điện ra, cấu tạo phần hai phần chính đó xong thì nó còn có gì để tránh cho khi sử dụng mà mình chạm tay vào cánh quạt ha gây tai nạn, thì nó có cái lưới bảo vệ. Và để điều chỉnh nhân lẻ quạt chỉ quay một tốc độ thôi thì nó có thêm một số hoặc là gọi là bộ điều chỉnh tốc độ, mình muốn mạnh nhanh chậm vừa vân vân, và có chế độ hàng giờ tùy theo cái loại quạt. Đó. Rồi hai nguyên lý làm việc chúng ta thấy quạt quay không? Nguyên lý làm việc này rất đơn giản ha. Rồi, bởi vì khi động cơ quay thì nó sẽ kéo cánh quạt quay theo tạo ra gió khi chúng ta cung cấp nguồn điện vào cho quạt. À, rất đơn giản ha, chúng ta dễ nhớ về nguyên lý làm việc của nó. Rồi sử dụng thì khi sử dụng quạt điện cần phải theo đúng những yêu cầu động cơ điện yêu cầu đưa ra về công suất, điện áp vân vân. Bên cạnh đó thì chúng ta cần phải chú ý khi quay thì phải coi coi nó thế nào, cánh quạt quay có nhẹ nhàng không, là trong quá trình nó bị rung lắc vân vân, thì chúng ta coi lại cái cánh, có thể cánh nó bị mẻ phần nào hay là bị nứt phần nào đó, nó làm cho quay không đều hoặc là vướng cánh. Và vướng cánh mà chúng ta để cho động cơ bật lên rồi nghe tiếng ì ì mà quạt không quay thì chúng ta phải coi chừng, để bao lâu thì động cơ nóng thì sẽ làm hư cái động cháy máy ha. Rồi chúng ta có rất nhiều loại kiểu quạt như quạt chân nè, quạt bàn nè ha, rồi quạt treo tường nè, là quạt cây, quạt đứng đó, hay là ở nhà mình hơi quạt đứng đó ha. Rồi ngoài ra thì hiện nay người ta có chế thêm những là cái quạt hộp, tức là theo hình hộp. À, quạt nó đứng yên một chỗ, nó không thay cho gọn đẹp ha, nó quay thì nó tạo ra hướng gió, đủ hướng gió hết. Rồi ngoài ra có quạt tháp, tức là quạt này người ta dùng giống như là có hơi nước trong bên trong đó, đổ nước vào, có sợi cũng băng băng vải trong nó quay là thấm nước lên, quạt thổi qua tạo ra nguồn gió có hơi nước ẩm. Rồi cái quạt này quạt thông gió, ví dụ đặt trong giữa cái bức tường đó để hút hơi nóng trong phòng ra, hoặc là lấy hơi mát ở ngoài đưa vào trong phòng vân vân. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi qua phần 3, máy bơm nước. Rồi thầy cũng nói luôn, đây là máy bơm nước ha, à, đặt trên bờ, còn lấy máy là máy bơm hỏa tiễn, mình đưa phần dưới vào trong trong cái giếng bơm. Thì cái phần máy bơm nước này chúng ta sẽ tự đọc và nghiên cứu thêm ở nhà, phần này phần giảm tải chương trình, do đó thì chúng ta chỉ cần đọc và nghiên cứu thêm ở nhà thôi. Nếu em nào muốn tìm hiểu sâu hơn thì chúng ta sẽ lên mạng ta gõ vào máy bơm nước thì rất nhiều cái bài nói về này. Tuy nhiên ở đây thầy cũng đã giới thiệu thêm chúng ta một chút xíu để chúng ta nắm. Đây là hình sơ đồ khối máy bơm nước. À, số 1 đây là gì? Động cơ điện. Số 2 là cái trục của động cơ nè, rotor. Là rotor này sẽ được nối với cái gì? À, một cái phần cái bộ phận trong đó có cái gì? Buồng bơm, à, đường kính ha. Rồi bên ngoài đó thì nó có cái gì đây? À, thứ năm, số 4 là đường nước đi vào, tự mình đặt cái như này ha, có đường ống đây đặt vào cái buồng, à, nước hút lên. Và thứ năm là
cửa xả nước, tức là nước được đưa ra ngoài, máy bơm quay hút nước ở dưới đưa lên vào buồng rồi nó thoát đẩy ra ngoài cửa số 5. Như vậy thì tại sao chúng ta biết tại sao là khi mà nước đưa ra ngoài mà nước không quay trở về dưới này không? Là do chúng ta sử dụng một cái van gọi là van một chiều, nước đi qua nhưng không trở về được, nước chạy qua thôi không quay về dưới được, đó. Cho đó gọi là van một chiều, ha. Rồi trong này sử dụng một cái van. Rồi như vậy bài đến đây chúng ta là đã hết thì chúng ta thì củng cố lại bài một chút. Rồi cho thầy hỏi lại câu một. Câu một, cấu tạo của đồ động của động cơ điện gồm những bộ phận nào? Thì nó gồm có hai bộ phận cơ bản, đó là phần quay stator và phần đứng yên là rotor. Rồi câu 2, động cơ điện được sử dụng để làm gì? Em hãy nêu ứng dụng của động cơ điện. Này quá dễ đúng không? Động cơ điện là nguồn động lực của các đồ dùng điện, như loại loại điện cơ như là quạt điện, máy bơm nước, máy giặt, máy hút bụi vân vân, máy xay sinh tố nói nọ đó vân vân. Rồi câu 3, hãy nêu tên và chức năng các bộ phận chính của quạt điện. Rồi phần chức năng đó gồm gì? Tên cấu tạo nó gồm có gì đây? Quạt điện còn có động cơ và cánh quạt. Rồi thì bài đến đây là hết. Thì thầy yêu cầu các em thứ nhất là chúng ta học bài, ghi bài đầy đủ và tập ha, học bài cho tốt, thường xuyên ôn bài lại và ghi bài đầy đủ. Và tuần sau chúng ta sẽ học qua bài 46 máy biến áp. Do đó thì yêu cầu các em là ở nhà mình coi trước bài 46 ha. Rồi như vậy bài đến đây là kết thúc, và xin chào các em. Hãy